Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của mình nha. Mấy ngày vừa qua đã lùm xùm rất là nhiều thông tin, và trong khi đó có một số thông tin nói rằng là việc Hương đang lo thủ tục cho thi hài của Phi Nhung quay trở về Mỹ. Thì cho đến 11 giờ ngày 3 tháng 10, khi mà phóng viên liên lạc tìm hiểu, phía gia đình của Phi Nhung cũng đã chưa xác nhận được thông tin việc Hương đang lo thủ tục đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ. Sáng ngày 3 tháng 10, trên mạng rầm rộ thông tin việc Hương cho biết cô sẽ lo thủ tục đưa thi hài của Phi Nhung về Mỹ trong thời gian sắp tới. Phóng viên đã gọi điện thoại cho việc Hương để xác nhận thông tin này, nhưng cô chưa bắt máy. Quản lý truyền thông của việc Hương cũng đã cho biết: "Tôi cũng không gọi được cho việc Hương từ hôm qua đến hôm nay. Sáng giờ rằng thông tin vụ việc Hương sẽ lo thủ tục đưa thi hài của Phi Nhung về Mỹ mà bản thân tôi nhắn và gọi điện cho chị Hương còn cũng không được. Tôi không biết việc Hương chia sẻ điều này lúc nào và tôi cũng chưa nắm rõ được tình hình." Vào 10 giờ sáng ngày 3 tháng 10 thì phóng viên cũng đã liên lạc với quản lý của Phi Nhung đã hơn 10 năm qua. Thì hiện tại bây giờ gia đình đang cúng lễ tang Phi Nhung tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Người này cũng chưa xác nhận thông tin liệu có đưa thi hài của Phi Nhung về Mỹ được hay không. Thật sự là tôi không biết vụ việc này nên trả lời như thế nào và ra làm sao. Mọi người hỏi thêm việc Hương. Thì quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng đã nói về tang lễ của Phi Nhung. Thì gia đình và các con cũng đang chuẩn bị cúng thất đầu tiên cho Phi Nhung tại nhà đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo như trước đó, Việt Hương cũng đã thông tin cô đang cùng với lại gia đình chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ Phi Nhung. Vì thế, Việt Hương đang rất mong quý báu anh chị em, đồng nghiệp và khán giả thông cảm nếu như Hương không thể nhận điện thoại cũng như trả lời những tin nhắn động viên chia buồn trong lúc này. Việt Hương sẽ có thông báo chính thức ngay sau khi thủ tục hậu sự đã được sắp xếp chu đáo. Thì theo như những cái thông tin như thế này thì chắc có lẽ rằng là cái câu chuyện mà làm thủ tục để đưa thi hài của cố ca sĩ Phi Nhung về bên Mỹ nó cũng chưa hoàn toàn là xác thực nha mọi người ơi. Tại vì những cái thủ tục rắc rối rườm rà, bây giờ phía bên đại diện của cố ca sĩ Phi Nhung cũng chưa có bất cứ một cái thông tin nào để mà nói về cái sự việc này cả. Thì tất cả mọi người đang chờ vào cái thông tin chính xác từ phía nghệ sĩ Việt Hương và cũng đang chờ chị có thể phản hồi lại những cái thông tin như thế này. Được biết, thông tin sẽ đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ xuất hiện từ khi có tin từ một người được cho rằng là đó là Wendy Phạm, là con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung, mong gặp mẹ được lần cuối nên có nguyện vọng được đưa thi hài của mẹ về bên Mỹ. Từ khi Phi Nhung qua đời thì con gái ruột đã ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương lo liệu mọi việc của mẹ mình ở Việt Nam. Gia đình của Phi Nhung cũng đang thu xếp để có thể thông báo sớm nhất về lễ tang. Thì sáng nay, ngày 4 tháng 10, tại tu viện Khánh An, thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lễ tưởng nhớ nữ ca sĩ và các nạn nhân qua đời vì Covid-19. Lễ tưởng nhớ này sẽ diễn ra trong thời điểm dịch bệnh nên vẫn còn rất là căng thẳng. Vì thế, phía ban tổ chức lễ yêu cầu những người đến viếng thực hiện 5K và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19, không chụp hình và không live stream trong lễ tưởng niệm. Trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung đã để lại bao nhiêu sự tiếc nối và sự mất mát đau thương đối với con gái ruột của cô ấy. Nói chung thì Wendy Phạm đang rất là mong chờ mẹ mình có thể được đặt cách đưa thi hài về bên Mỹ. Và nói chung đó là cái ước nguyện cuối cùng của cô ấy có thể làm được cho mẹ của mình. Tất cả chúng ta cũng chỉ mong rằng là nếu như có một cái sự đặt cách nào đó hoặc là có một cái điều gì đó mà được gọi là tốt nhất á, thì hãy đưa thi hài của cố ca sĩ Phi Nhung về bên Mỹ để cho con gái của cô ấy có thể thỏa cái ước nguyện của mình, được nhìn mẹ mình lần cuối. Nói chung á mọi người, thì những cái diễn biến đến hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng vẫn còn rất là bùi ngùi trước sự ra đi mất mát quá là nhiều. Không chỉ những là Phi Nhung mà rất là nhiều người đã ra đi về Covid-19 đến hiện tại bây giờ. Và phía bên Mỹ, những người thân thương của cố ca sĩ Phi Nhung cũng đang rất là ngóng trông hàng ngày. Và trong đó có Mạnh Quỳnh, anh ấy đã không thể nào ăn uống. Nói chung là suy sụp hoàn toàn từ lúc cố ca sĩ Phi Nhung ra đi tới bây giờ.
không còn một cái chút động lực nào để có thể vững vàng hơn. Chỉ mong từng ngày từng giờ để có thể nhìn thấy Phi Nhung lần cuối. Và những cái điều nào đó mọi người, tuy rằng là người ta nói rất là nhiều cái thông tin thất thiệt về ca sĩ Phi Nhung. Người ta nói rằng là ca sĩ Phi Nhung ấy là lấy tiền của Hồ Văn Cường, hay là những cái vấn đề về chia tài sản thế này thế kia. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ đó mọi người, thì cái tin đồn về cái di chúc á, nó vẫn chưa hoàn toàn là xác thực. Và phía bên đại diện của cố ca sĩ Phi Nhung cũng chưa nói gì về cái vấn đề này cả, và cũng bác bỏ cái thông tin rằng là ca sĩ Phi Nhung đã viết lại di chúc và để lại tài sản cho các con và con ruột của mình. Nói chung thì nó rất là mơ hồ luôn, và mình cần những cái thông tin chính xác, và mình phải chờ. Tại vì giờ là trong lúc tan gia bối rối, gia đình của người ta đang có cái sự mất mát đau thương, nên là mình cũng không thể nào mà mình hỏi nhiều về cái vấn đề này. Và có nhiều người người ta nói rằng là Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là hai cái người này yêu thương nhau từ lâu lắm rồi, và nói chung là có một cái gì đó được gọi là đặc biệt. Và Wendy là con gái ruột của Mạnh Quỳnh. Nhưng mà theo như Quỳnh Nhà nghĩ là như thế này nè, đúng rằng là hai người đó được ví von giống như là một cái cặp đôi mà đứng ở trên sân khấu, người tình sân khấu đó mọi người ạ. Nhưng mà ở ngoài đời thật thì cho dù người ta có một cái tình cảm nào đó đặc biệt, hoặc là cũng đã từng mến mộ và cũng đã từng có một cái sự yêu thương nhau gì đi chăng nữa, thì đến hiện tại bây giờ thì mỗi người cũng đã có mỗi cái cuộc sống riêng, có mỗi cái hoàn cảnh riêng. Thì đương nhiên rằng là mình cũng sẽ tôn trọng những cái điều đó, và mình không nên nói nhiều về những cái vấn đề riêng tư của người ta. Dù gì đi chăng nữa thì cố ca sĩ Phi Nhung cũng đã ra đi rồi mọi người ạ. Bây giờ toàn là những cái điều tiếc nuối, những cái sự bồi hồi, xúc động khi mà nhắc về cố ca sĩ thôi, hoặc là nghe những cái bài hát da diết, trữ tình, mượt mà. Còn tất cả mọi cái gì đó mà người ta nghĩ đơn giản hay là người ta đơm đạt á, thì đều là hư vô, đều theo cố ca sĩ Phi Nhung chôn vùi trong cát bụi mà thôi. Tóm lại mọi người, mình cứ bình tĩnh, mình cứ chờ thêm một cái khoảng thời gian nữa để mình biết chắc được rằng là cái thông tin về những cái thủ tục để có thể là đưa thi hài hoặc là đưa hài cốt của cố ca sĩ Phi Nhung về lại bên Mỹ. Những cái thông tin bây giờ mình cũng không biết được là như thế nào, tại vì mình đang chờ phía bên sở y tế người ta có thể là trả lời, và bên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh người ta có thể là lên tiếng, người ta làm việc về những cái vấn đề để có thể là đặt cách hoặc là có những cái cách để xử lý riêng đó. Nên bây giờ chúng ta cũng chưa biết bất cứ một cái điều gì cả. Chỉ mong rằng là tất cả mọi người thông cảm cho phía đại diện của cố ca sĩ Phi Nhung. Tại vì tan gia bối rối nên rằng là có rất là nhiều cái điều sơ suất đó. Có nhiều lúc là làm không hài lòng tất cả mọi người. Nhưng chung quy tóm lại á, là tất cả mọi người đang cố gắng để có thể lo chu toàn cho lễ tang của cố ca sĩ Phi Nhung. Hiện tại bây giờ á, người đi thì người ta cũng đã ra đi rồi. Cái quá khứ hay là cái gì đó nó cũng đã đều chôn chặt vào trong cát bụi cả rồi. Nên bây giờ sống là cho hiện tại, và chỉ mong những người thân thương của cố ca sĩ Phi Nhung, con gái ruột đang rất là tiền tụy, ốm yếu và đang rất là mệt mỏi phờ phạc sau những ngày biết tin được mẹ mình ra đi về cõi vĩnh hằng mãi mãi, và 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung cũng đang rất là không biết được định hướng, không biết được bất cứ một cái điều gì cả. Nói chung là ngơ ngác lắm mọi người ạ. Kiểu giống như là mình cảm thấy mình thương cảm cho những cái hoàn cảnh như vậy. Đáng lẽ ra các em đang có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc bên mẹ của mình, và có được một cái người dìu dắt yêu thương và có thể nâng đỡ các em trong quãng đời sắp tới, và trong cái đường đời các em có thể là phát triển tương lai của mình hơn. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì nó đã ngắt quãng và nó đã bị gãy gánh, bởi vì cái người mẹ thân yêu đó của các em đã ra đi mãi mãi. Và không ai mong muốn cái điều này đâu mọi người ạ. Chỉ vì cái sự quyến luyến, cái sự yêu thương, cái sự đồng bọc, và là cái người mà có cái nhiệt huyết cao á, người ta đã lao ra giữa cái đại dịch để người ta có thể là cùng với những người nghèo khổ chiến đấu cùng với lại đại dịch,
và cuối cùng rằng là người ta đã ra đi mãi mãi. Không chỉ Phi Nhung đâu mọi người ạ, các y bác sĩ, những người ở tuyến đầu để có thể chống dịch cũng đã có rất là nhiều cái hoàn cảnh rất là thương tâm, bởi vì những cái chiến sĩ dũng cảm ấy cũng đã ra đi mãi mãi và để lại những người thân yêu của mình. Chưa có một cái lời nào để có thể là nói về những cái lời nhắn nhủ cuối cùng. Đó là những cái ý nghĩa cao cả, và chúng ta tưởng niệm những người đã ra đi về Covid-19 và luôn cầu cho người ta có thể là ra đi thanh thản. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share.